Có thể bạn chưa biết, Zamas và Meros có một điểm chung chính là đều từ bỏ danh tính thần thánh của mình và sử dụng thể xác của người phàm trần. Cả hai đều chết vì lý tưởng của mình. Điểm khác biệt là một kẻ muốn tiêu diệt nhân loại, còn một người muốn bảo vệ họ. Nhưng sau cùng, Zamas đã thành công theo khía cạnh nào đó vì một dòng thời gian cùng với tất cả mọi thứ trong nó đã bị xóa sổ. Còn Meros thì được gieo mầm về công lý, về lẽ phải bởi đội tuần tra Ngân Hà và anh đã chuyển nó lại cho Goku. Vũ trụ còn nhiều thứ tốt đẹp để bảo vệ chứ không tiêu cực như Zamas đã nghĩ. Meros đã được hồi sinh trở lại thành một người bình thường để tiếp tục thực hiện lý tưởng của mình, còn Zamas thì đã phải trả giá cực đắt. Sự khác biệt về lý tưởng dẫn đến sự khác biệt về kết quả mang lại.